đi qua con đường nào ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn lên đau gió, lạy Chúa thanh gia nào ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, thương tình đó ngài dành cho con. Lạy Chúa xin cho con bước đi với ngài, xin cho con cùng vác với ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với ngài, xin cho con cùng chết với ngài để được sống với ngài vinh quang. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bây giờ một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế và nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị. Quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ bánh không men, các môn đệ đến thưa Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Ngài bảo các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: "Thầy nhắn thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn bữa tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ đang bữa ăn. Người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thả nó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa kẻ nộp người cũng hỏi: "Rabbi, chả lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Suy niệm lời Chúa thứ tư tuần thánh. 28 tuổi đời với một vợ và ba đứa con nhỏ, đó là mối ưu tư trăn trở của anh Tôma đệ trong những ngày bị giam cầm vì đạo. Thế nhưng cuối cùng nhờ ơn Chúa giúp, anh đã can đảm làm chứng và tuyên xưng đức tin. Khi quan xử án bắt anh bước qua thập giá, anh đã quỳ xuống cầu nguyện lớn tiếng rằng: "Lạy Chúa, sẽ không bao giờ con bước qua mặt ngài." Điều mà anh Tôma đệ đã làm không phải ai cũng làm được. Câu chuyện mà Thánh Ký Matthew hôm nay ghi lại là một bằng chứng. Chính trong bữa tiệc vượt qua với các môn đệ yêu quý, Chúa Giêsu đã đau khổ khi tỏ cho các ông biết một trong số họ sẽ phản bội lại ngài. Cả một bầu khí u ám bao trùm bữa tiệc, ai nấy đều hỏi xem có phải mình không. Để trả lời, Chúa Giêsu đã đưa ra dấu chỉ về kẻ phản bội: kẻ chấm cùng một dĩa với thầy sẽ là kẻ nộp thầy. Ngài còn nói tiếp: đã hẳn con người sẽ ra đi như lời đã chép về ngài, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, tha rằng kẻ đó đừng sinh ra thì hơn. Đến lúc này, Giuđa vẫn không nhìn ra lời thức tỉnh của thầy, mà còn dám trân tráo khi hỏi: có phải con không? Chúa đáp: đúng như con nói. Vì một mối lợi nhỏ là 30 đồng bạc, Giuđa đã liều mình để bán thầy. Nhưng thay vì nghe lời Chúa kêu gọi nhắc nhở, mà cảnh tỉnh trở về như Phêrô, hắn lại đi vào con đường của ma quỷ khi quyết định bán thầy. Từ đây, hắn trở thành tay sai của ma quỷ, cấu kết với những biệt phái và thủ lãnh Do Thái để phản bạn bán thầy. Những gì mà Giuđa xưa đã làm có thể vẫn diễn ra mỗi ngày nơi bản thân và gia đình giáo xứ. Không thiếu người vẫn thường xuyên dự lễ, rước Chúa vào lòng, nhưng lại sẵn sàng để bỏ Chúa vì những lợi lộc, thú vui và đam mê tội lỗi.
Không thiếu người còn cấu kết với kẻ xấu để bôi nhọ và lăng mạ sỉ nhục Chúa vì lối sống buông thả. Cũng không thiếu người đang bán Chúa vì những đồng tiền bất chính, do bài bạc, trộm cắp, gian tham, hối lộ, hay cho vay nặng lãi. Mùa chay là mùa của sám hối và ăn năn. Xin cho chúng ta biết nghe theo lời cảnh tỉnh của Chúa mà đứng dậy trở về như Phêrô. Đừng ai bắt chước Giuđa buông mình đi theo nẻo đường của ma quỷ, quay lưng phản bội Chúa, tự mình đánh mất đi niềm vui và hạnh phúc là được cùng mọi người bước vào nhà Cha trên trời. Mũi đau nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, những tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con với Ngài, xin cho con cùng vắng với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, ôi đường tình